Một nam diễn viên đột ngột qua đời ở tuổi 22. Trang Yahoo Japan đã đưa một thông tin chấn động khiến đông đảo khán giả xứ sở hoa anh đào vô cùng hoang mang. Đó chính là nam diễn viên Tomokajita đã đột ngột qua đời khi anh mới chỉ 22 tuổi. Điều làm cho nhiều người bất ngờ chính là việc anh không hề mắc căn bệnh nào đáng ngại đến tình trạng sức khỏe. Người thân và gia đình của Tomokajita mong muốn giới truyền thông và khán giả không truyền những thông tin sai sự thật hoặc tin chưa được kiểm chứng về sự ra đi của anh. Đồng thời, vợ nam diễn viên Osaka Love Live, người mẫu Naka Aoki cho biết về tang lễ của chồng sắp tới sẽ diễn ra riêng tư, chỉ có sự xuất hiện của các thành viên trong gia đình. Hiện tại, nguyên nhân khiến nam diễn viên ra đi đột ngột được gia đình của anh giữ bí mật. Nhiều đồng nghiệp thân thiết và đông đảo người hâm mộ đều đồng loạt gửi lời chia buồn tới người thân và gia đình nam diễn viên. Tomokajita sinh năm 2000, anh được nhiều người đánh giá là một diễn viên trẻ tràn đầy triển vọng trong làng giải trí Nhật Bản. Vào tháng 11 năm 2020, nam diễn viên đã kết hôn với bà xã xinh đẹp. Đầu năm ngoái, cặp đôi đã chào đón ái nữ đầu lòng. Trên trang cá nhân, ngôi sao I Share My Husband luôn khoe ảnh của con gái và ra dáng một ông bố bỉm thực thụ.